tài tử ma trận cảm thấy mình như con thú bị nhốt trong lồng. Tôi cảm thấy mình giống như một con thú bị nhốt trong lồng, tài tử Hollywood, Keanu Reeves than phiền về việc ngôi nhà của anh ở Los Angeles, Mỹ thường xuyên bị vây quanh bởi các fan hâm mộ. Đối với Keanu, đó là một mảng tối của danh tiếng trong đời sống ngôi sao. Keanu Reeves, tài tử 54 tuổi, hiện là một trong những ngôi sao nam nổi tiếng nhất ở Hollywood. Anh đã được biết tới ở kinh đô điện ảnh từ cuối thập niên 1980. Vậy nhưng sau nhiều thập kỷ, Keanu vẫn thừa nhận rằng anh luôn cảm thấy chật vật với danh tiếng, nhiều khi anh cảm thấy mình như con thú bị nhốt trong lồng. Chia sẻ với tờ tin tức The Sunday Telegraph, Keanu tâm sự rằng anh luôn thấy khổ sở với những nhóm người chẳng bận rộn với việc gì cả, và họ sẵn sàng đóng chốt cả ngày ở ngoài cửa nhà anh chỉ để được nhìn thấy ngôi sao bằng xương bằng thịt bước ra trước mắt họ. Buổi sáng tôi ra hòm thư lấy báo và họ đã ngồi đó rồi. Cảm giác suốt ngày bị theo sát ngay cả ở nhà riêng khiến tôi nhiều lúc nghĩ mình như con thú bị nhốt trong lồng, Keanu nhận xét. Keanu chia sẻ rằng trong nhóm người thường tập trung trước cửa nhà anh còn có cả những nhóm khách du lịch. Có những người lái xe tới và đậu xe dọc đường nhà anh rất lâu, họ sẵn sàng gõ cửa nhà hàng xóm để tìm kiếm thông tin và, rồi sau đó ngồi lì bên ngoài nhà tôi, họ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi xuất hiện. Để vượt qua được những khó chịu trong cuộc sống và giữ được sự bình tĩnh, cân bằng cho bản thân, Keanu chia sẻ rằng anh tìm tới thiền. Tôi không thiền một cách thường xuyên, nhưng tôi vẫn khuyên các bạn nên thử thiền. Chia sẻ của Keanu cũng trùng hợp với những tâm sự của nữ diễn viên Emilia Clarke, mẹ rồng của series phim trò chơi Vương Quyền. Emilia bắt đầu trở nên nổi tiếng cùng với bộ phim truyền hình ăn khách. Cô thừa nhận rằng mình đã phải cố gắng để tránh bị fan nhận ra bởi cô, quyết tâm phải giữ cho được một cuộc sống bình thường. Nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ với tạp chí Elle rằng, dù giờ đây đã sở hữu danh tiếng lớn, nhưng cô vẫn muốn sống cuộc sống bình lặng như trước đây. Tôi bước đi rất lặng lẽ khi xuất hiện ở nơi đông người. Tôi luôn cúi đầu xuống và đi lại, hành xử một cách giản dị, giống như tất cả mọi người. Tôi có dáng dấp cử chỉ hơi thiếu duyên dáng có lẽ một phần, bởi tôi đã quá quen với cung cách đi đứng, hành xử kiểu này trong cuộc sống thường nhật, bởi tôi quyết tâm phải giữ cho được một cuộc sống bình thường. Tôi thường di chuyển rất nhanh để người ta không kịp nhận ra, hoặc nếu có ngờ ngợ thì cũng chưa kịp khẳng định liệu đó có phải là tôi hay không. Tôi không xuống phố với 6 người vệ sĩ vây quanh, không đeo kính râm to sụ hay khoác áo rộng thùng thình như có gì bí hiểm cần che giấu. Tôi làm tất cả những gì có thể để mình trông giống hệt những người bình thường xung quanh. Bích Ngọc theo The Sunday Telegraph trên Elle. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.